Dạ Thanh Liêm mến chào cả nhà nha. Thì hôm nay Thanh Liêm cùng với Nguyễn An Giang trên đường đi lang thang ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thì Thanh Liêm cùng với Nguyễn phát hiện ra một người anh trai đó có cái phong cách rất là giống với nhân vật nhân tướng lạ mà trước giờ chúng ta đã thường thấy ở trên kênh đó. Hiện tại bây giờ Thanh Liêm cùng với Nguyễn An Giang và người anh đó đang có mặt tại chùa Phật Lớn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu câu chuyện quanh như thế nào. Thì Thanh Liêm kính mời cả nhà mình cùng với Nguyễn An Giang để đi sâu vào và chia sẻ cho cả nhà cùng thấy nha. Anh có một cái cách là rất là ngộ nghĩnh đó quý vị. Đó, anh đang ngồi đó quý vị. Thì Thanh Liêm mời cả nhà cùng với Thanh Liêm đi vào nha. Anh trai này cho cái nhà được tiện theo dõi ha. Đó thì mình cũng thấy là anh giống như cũng có một cái về tâm linh đó quý vị. Thấy anh đeo đủ phủ trên người nè, thấy nó lạ quá. Anh em cũng kẹp đến thấy để mà chia sẻ tí cho bà con biết ha. Anh tên gì lắm? Tên thường gọi là Tèo, mà tên Lai Xanh đi học là Dương Quốc Thanh. Anh hàng ngày làm gì? Làm thợ hồ, cái từ nhỏ tới lớn là mưu sinh, tức nghề ghe biển trong nước làm ruộng các môn, cái mưu sinh biến kế có thể làm được, bốc giác, lơi xe, rửa xe cũng đều làm chảy qua hết. Hôm nay là bán vé số luôn, là tuyệt chiêu cuối cùng của cuộc đời, mốt cái gì cũng thể làm hết. Đó là trải nghiệm mưu sinh trên thực tế. Tự mình làm mình ăn, trải nghiệm mưu sinh thực tế. Có vợ con gì không? Chưa. Mình có nhà cửa gì không? Không, nhà trọ. Ủa nhà trọ hả? Thấy trên người anh đeo cái gì lạ quá vậy, nhóc hết trơn nè. Thì cái này là bao gồm là ba cái đá quý. Đá quý. Đá quý rồi là hổ phách. Những cái này là đá nhưng mà nó giống mũ. Ủa lạ quá ta. Nhưng mà đây là ngọc lam. Ngọc lam. Ngọc lam này là thường nó xuất phát từ nước Ba Tư hay là Tây Tạng. Rồi đến nước ngoài cũng có nữa. Đôi khi cái này gọi là tất cả là san hô á. Nhưng mà kêu bằng là cái cây dương biển, là san hô đen. Cái này là mình mua hay là mua sưu tầm, mua ở ngoài. Mua ngoài hả? Chắc có lẽ là trên cái người anh đeo á khá là nhiều loại khác nhau nè. Đó thì chắc có lẽ là rất là kỳ công để mà tìm, để mà sưu tầm về mình đeo. Anh theo như anh gì đó, anh sưu tầm anh đeo trên người gì đó cũng nhiều chỗ tiệm khác nhau nhiều lắm phải không? Anh sưu tầm rất là nhiều nè. Chắc trên này đó tốn nhiều tiền không? Tại vì cũng tốn nhiều tiền, nhưng mà ở đây là thật sự mình không có tiền, nhưng mà dùng công sức và kiến thức để có được, vừa mưu sinh để có được. Dạ. Cái đó là về thực chất là khó. Cái đấu tranh cuộc sống này khó. Anh có thể chia sẻ được không? Như được. Là cái này là cái gì, cái bản gì hả? Từ những chi tiết. Cái này gọi là hổ phách. Hổ phách. Dạ, hổ phách. Cái này là hổ phách luôn. Hổ phách luôn. Hổ phách nó nghĩa là nó bằng là nhựa cây của cây thông. Nó chảy ra thường thường là ở nước Nga nó có khí lạnh. Nó theo về cái mũ của mình xuống đất, quy định của nó 100 năm sẽ mục đi. Như mà cao su bạc mình vài tháng nó sẽ mục rũ. Còn nó chảy xuống, nó tụ hợp với khí trời, thời cơ của đất lạnh, nó chảy qua sự bất tử. Nó trở thành hổ phách, nó không mục được, nó là hổ phách. Còn cái này? Cái đó là vẫn là hổ phách luôn. Hổ phách luôn. Rồi nó nhiều loại hổ phách. Hổ phách. Nhưng mà cái này đa số hổ phách là khó phân biệt nhất. Đây nó là một loại mũ có thể là nhân tạo ra chế cũng không chừng nữa. Từ hổ phách ép nữa. Nó chế này phải trình độ tinh vi cao. Như đôi khi mình mua cũng hên xui với nhau, thật giả giả. Như đôi khi mua 10 món ở đây về chúng ta lọc được 2 món rồi lấy được vốn, đôi khi vẫn bị thua. Đây để em đếm thử ra bao nhiêu nha. Nè, những cái trang sức của ảnh nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11, 12, 13. Trời ơi, còn cái đây nữa nè. Tổng cộng mới qua mấy cái. Quá chừng luôn rồi. Chính xác là bao nhiêu cộng trên người anh? Anh tiến là 13, đây 5 đến 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Chính xác chưa? Chính xác. Tại anh mới đếm là 13 phải không? 13, anh 5, đeo 15, gì 18. Đó anh ra đường người ta có nói gì anh không? Tức nghĩa là phải có, như người ta nói này là tỉnh trên núi không? Thì đó là vấn đề mình thừa hiểu. Nhưng mục đích của đam mê cuộc sống mình cứ cống hiến, sống một cách chân thật hết mình, đam vui và niềm đam mê, không cần phải chứng minh giải thích cho bất cứ ai. Nếu họ hiểu thì giống như chúng ta có duyên anh đây với anh đến đây hỏi á, thì chúng ta trao đổi sự hiểu biết này nó chân thật hơn. Về vấn đề thấy nó lạ quá. Dạ, đúng. Không lạ thật sự luôn. Anh biết nhân tướng lạ không? Biết. Biết luôn. Anh có từng coi không? Có. Thấy anh cũng vui vẻ nha. Vui vẻ.
Hồi nãy giờ cũng đi lòng vòng ha, cũng chia sẻ cho mọi người thấy trên người của anh cũng đầy trang sức ha, cũng lạ lĩnh ha. Sau đó nghe anh có cái giọng hát đó cũng hay lắm, nhưng mà để chia sẻ cho mọi người, hai anh em cũng đến đây ha. Anh có thể chia sẻ cho bà con cái giọng hát anh được không? Được, nếu giọng hát hay đam giả giọng thì đó mình cũng có khiếu về âm nhạc nghệ thuật đó một phần. Có thể là hát được như là giọng nam giọng nữ được không? Được, được. Giọng nam giọng nữ hoặc là song ca tự nhân giọng nữ. Quá mà dữ. Ví dụ cái bản mình thích mình học thuộc lòng qua mình mới phát âm được. Không mà bây giờ anh vẫn hát được luôn. Vẫn hát được. Công nhận. Ví dụ như ví dụ mình thấy đại ca là bắt chước hòa âm. Ví dụ là cái hơi mà của Mạnh Quỳnh cái ca mà của cái giọng Vi Nhung và giọng của Hùng Cường gì đó như là người ơi đi thu qua gừng nắng hạ có cả không gian như tắt liệm từ bao giờ. Trời giống Hùng Cường á. Trời. Còn ví dụ như là Phi Nhung. Phi Nhung coi. Căn nhà màu tím. Ví dụ mình cắt ngang cái khúc mà vô căn nhà màu tím trở lại thành đô ấy, rồi là cái khúc cuối của Phi Nhung là khúc nào đó vô cái đoạn mà chiều nào về qua đầu ngõ đúng không? Chiều nào về qua đầu ngõ chợt thấy anh tựa cửa cho nhìn. Mình phải ẻo chứ giống như mình nào bị đầy chứ. Mình giọng trai mà, mình giai nào thì giai gì đó. Ví dụ như mình giá giọng như là lòng tiếng âm người Bắc tôi nghe được hòa đồng, đặt mình vào trường hợp đâu khác phát âm mà được, nhưng với một cái máy đi copy thu âm thì phát ra. Đó là nghệ thuật. Ví dụ phát âm tiếng Hà Nội hay chữ. Thôi bây giờ nè, anh có thể hát một giọng nam và giọng nữ luôn, như cái tông nam và tông nữ luôn được không? Vẫn được, nhưng mà cái bài hát mình không có thuộc, ví dụ như Lan Dị Điệp, ví dụ thôi. Ví dụ Lan Dị Điệp. Làm một đoạn ngắn vậy. Làm một đoạn ngắn cho quý khán giả xem, nhưng mà cái bạn là đem bài luôn cũng được nữa. Nguyên bài cũng được, nhưng mà có thể là mình chưa thuộc bạn đó, có sơ giác hay cắt khúc gì xin quý vị thông cảm. Chủ yếu là mình tỏ cái giọng thôi, ví dụ rồi. Không? Cái giọng hát của anh thôi. Ví dụ mình là bộ mình cầm bi chô, mình giả ca cho nó thằng khí con người, ví dụ. Đây là cái micro đây, mình ca không nhạc không dây. Dụ nữa. Dụ như là giọng của nữ Lan Điệp đó. Điệp ơi, làm anh lên chốn thành đô nhà xe quá gực gờ. Xin anh đừng quên bên đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò mong chờ. Xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Chốn đô thành đầy xa quá cám dỗ, xin Điệp đừng để lòng xa ngã bê ta. Đây chút phiền món từ lâu em dành dùm chào anh làm lộ phía đường xa. Mai mốt khi danh phận gỡ gàng, xin chớ phụ phàng tình tựa duyên cũ. Loan ơi dù mai đây đường đời xa xôi dịu dời, thân ở thành đô mà lòng gửi về quê cũ bên người yêu chờ đợi bao ngày. Dẫu đèn đô thì ngọn xanh ngọn đỏ, nhưng anh vẫn một lòng thương nhớ mảnh trăng xưa. Nhớ dòng sông sâu bên lỡ bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách. Nhớ người yêu chúc ống cho anh ăn học, nguyện chọn một đời không dòng phụ đổi thay. Quá hay anh ơi. Công nhận ha. Nãy giờ cũng là háo hức cũng nghe giọng hát anh ha, cũng khá là hay ha. Đó là cái vui ha, góp vui ha anh chị. Quan trọng là vui là chính ha. Đúng là vui là chính. Còn ra khen thì mình cũng phải có niềm vui cho cuộc sống. Còn hay hay không thì vẫn giả cho phép chứ, mà không tự ấy được. Nhưng mà ai khen mình phải phái cái vui. Đó là còn cái đích thực có hay hay không thì nhờ xác nhận của vị khán giả rồi. Hỏi là khán giả cả hay không? Khen quá trời rồi, hay quá anh ơi. Ôi ơi. Chúc anh nhiều sức khỏe nè. Rồi cảm ơn anh nhiều nữa nè. Thì nếu sẵn thì vô bài cổ về tặng thêm vô một bản nhạc khác để ra, vô mình mỗi một bản mình khai điều khác giọng không trùng được. Ví dụ như trong một cái phòng mà cách ly có thể là người nghe có thể là phát ra nhiều giọng thì những mình lên đưa ca. Ví dụ bây giờ ví dụ lỡ nó đang hứng vui rồi. Ví dụ mình ca thêm cái bản là đứa con tội lỗi đi. Hoặc là đêm tiền đồn, những bản mà xưa nó kéo á. Bắt đầu cái ví dụ đam mê văn nghệ mình vô là MC mình phải giới thiệu luôn. Dạ xin chào tất cả các bạn anh chị và khán giả có mặt trong buổi tối hay buổi chiều hôm nay, ví dụ mình nói là buổi trưa đi. Chúc vị khán giả có một niềm vui tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và xin gửi những ca khúc được mang tên Đứa Con Tội Lỗi. Các anh chị cũng đã từng nghe qua những tiếng hát của Thái Bảo, Thái Nga, Thái Lan, Thái Sơn và từng thưởng thức qua những ca khúc của Thái Châu, nhưng chưa từng nghe qua tiếng hát của Thái Giám.
Vô đã, vô. Con xin mẹ tha thứ cho con, phần làm con chưa hiểu chưa chọn. Cha mẹ xa ngày đêm tần tảo, sớm thia chiều bên ngọn đèn quạnh hiu. Tiếng xét nào xe nát không sang, vì trường kia đuổi học con rồi. Tay mẹ cầm lá đơn đỏ sâu, lăn nhạt nhò hai hạn lệ tuôn rơi. Anh không về được nữa đâu em, vì trường kia đuổi học anh rồi. Chờ một ngày mẹ cha tha thứ, anh sẽ về với đàn em thân yêu. Thương cho đàn em bé thơ ngây, đặt niềm tin anh sẽ xa trường. Đứa say khờ cầm tay mẹ hỏi, anh đâu rồi hỡi mẹ thân yêu. Con không về được nữa đâu cha, vì thò kia kết án còn rồi. Chờ một ngày người ta xử bắn, con sẽ về với làn khói hư vô. Người yêu hỡi em, lời thề xưa anh hứa chưa chọn. Thì làm gì đời trai lầm lỡ, mất em rồi anh mất cả đời anh. Quá nữa ơi, anh ơi. Ôi, là nhắc, biết ca nhạc chế nữa nè. Nhạc chế. Trời ơi trời. Nhưng đôi khi là chế tầm 7 tầm 3 là không càng hay càng hay này. Càng hay. Nhạc chế là phải như vậy đó mới đúng rồi nhạc chế. À, ừ, nhạc chế cũng nhiều lắm nhưng mà lên đây kênh nhân quá mà chế tầm 7 tầm 3. Không sao, mình giải trí mà lắm. Bây giờ nếu bây giờ anh thích anh thuộc bài nào gì nhạc chế anh chia sẻ cho. Có chế nhưng mà đó khi nó mang ngoài đời mình kể tiếu tục chơi được lên đây thì cái đó chắc không sao. Bây giờ anh thấy cái khúc nào mà hôi tục quá thì anh cứ cho nó lướt qua. Ừ. Anh lái qua tại vì nó chế ra cái bản chế tục mà thì lướt qua nó không còn hay đâu. Bây giờ anh ca thử coi. Chế tục không có ca đâu đâu, anh ca thử. Mình gặp trường hợp là xàm xàm tiếu tiếu nhau mới ca được. Em mà thấy anh có nhiều biệt tài lắm á. Đúng là nhân tướng lạ luôn á. Bây giờ nếu mà bài ca bạn ấy nhận thật chế đi ra. Ừ. Nhưng mà cái này tục nó chưa phô lắm. Đúng đúng đúng. Ví dụ đúng. Như mang tính chất rồi bài ca ví dụ một khúc thôi. Dạ. Nhưng mà mình theo quy lực của bài hát chế ra có bị mang bản quyền hay là không sao không sao không sao không sao. Cái đó là mình không biết, mình hỏi thiệt. Không sao anh rất vui mà. Rất vui vậy đó là nếu không có phải không? Nếu mà có thì xin phép quý vị khán giả hoặc cái gì đó là như mình không biết nhưng mà vậy là giúp vui. Nếu mà bị sai và phạm bản quyền nào thì có thể được chấp nhận cái cảnh báo để răn đe và xin lỗi tại vì rất vui. Không sao đâu, không sao đâu. Nhạc chế. Đó là để tụi nhạc em. Chế nhưng mà mình ca nó hơi nhận nhạc tục không à. Dạ dạ. Phải không? Thôi giờ anh giới thiệu tên lên luôn đi. Đó. Tôi là nhân tướng lạ hay gì đó. Tên Tèo Dương Quốc Thanh. Nhân tướng lạ. Nhưng mà biệt danh ở ngoài đời hồi nhỏ là nó kêu là đã là có biệt danh là Tèo Sàm rồi. Tèo Sàm. Bây giờ anh ở ngoài sớm mà nhỏ bắt gặp ai là sợ lắm, vô là Sàm mà. Sàm là vô địch môn. Dạ. Là Sàm tiếu tỉnh thì có thể kêu Tèo Khùng tụi anh. Đó có biệt danh luôn. Ai mà Sàm gặp tôi sợ lắm. Tại rồi, lớn rồi. Bất sạm rồi đó. Dạ. Giới thiệu đi anh. Ví dụ bị ca bản nhạc chế đi. Ừ. Bản gì nhạc chế đi. Bản gì Ngọc Sơn ca đó, ngày mai đứa nào thằng rồi đó. Nhưng mà ca tục ca bảy cũng sao. Không anh cứ ca đi, anh cứ ca đi không sao đâu. Rồi. Anh cứ thổi. Ngày mai hai đứa xa nhau, anh sục nữa rồi. Anh không sục, anh phải biết làm sao đây. Đau đớn lòng nhìn em anh sụp lần cuối, sụp bây giờ sụp đến ngày mai, dấu tâm sự anh còn sụp hoài. Người ơi có nhớ có thương có sụp cho một người, đau đớn lòng bóp bùi anh sụp lần cuối, sụp bây giờ sụp đến ngày mai, dấu lai gai anh còn sụp hoài. Em ơi, đêm nay là đêm cuối, mình phải xa nhau, mình phải sụp nữa rồi, phải không em? Anh không sụp, anh phải biết làm sao đây? Thôi, em đừng sụp nữa nghe em, đừng sụp nữa nghe em, anh không sụp nữa đâu em. Công nhận luôn nha. Công nhận là cho anh thấy tự nhiên á, vui vẻ. Tự nhiên, thật sự luôn á, anh có cái khiếu hay với bộ. Mà ngoài ra những cái bài nhạc chế đó anh có biết về những cái bậc chế nào mà lúc mà của một người đi vào láng không? Biết được nhưng mà mình chưa vào cái đó, nếu mà nghiên cứu bài hát tự có thể sáng tác nhạc được luôn. Nhưng tại vì chưa vào cái mức đó. Em hiểu rồi, nhưng mà bây giờ anh có thể hát một đoạn nào mà dài dài chút xíu không?
đó là giống như là gì chưa biết, nhưng mà nếu mà biết thì chuẩn bị trước thì sẽ chế được. Tại vì mình thoáng thoáng chung chung như thôi, tại mình chưa có quan trọng những vấn đề đó, nhưng mà nếu làm thì vẫn được. Giờ bài hát mình chế lại có thể sáng tác một bài hát mới vẫn được luôn, tại vì mình chưa có thời gian đó. Vậy thì mình chỉ là dân thường mưu sinh biến kế, chưa phải là nằm vào lĩnh vực đó, chứ đưa vào lĩnh vực đó có thể làm được trong cái công việc đó. Dạ. Yeah. Dạ, được.